Ok, như các bạn nha, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Vincent đây, và hôm nay mình lại tiếp tục chơi Blackfoot. Trước khi vào video ấy, mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu bạn thấy cái video hay mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy để lại mình đăng ký kênh một like để kênh mình sớm đạt 2.000 đăng ký nha. Ok, thì hôm nay cả mình khá đen các bạn ạ. Chúc mà thằng em của mình vào click của mình ăn luôn cái trái chấn động. Mình khá là tiếc cái trái này, mặc dù mình không thích cái trái này mấy. Ok, hôm sau mình sẽ bỏ luôn trái này và mình sẽ ăn cái trái bóng tối nha các bạn. Đó, trái bóng tối là mình muốn ăn từ lâu lắm rồi, mình chưa có dịp ăn. Nên hôm nay mình sẽ quyết định là ăn luôn cái trái bóng tối này cho bạn xem nha. Đây, cái này chính là cái trái bóng tối nha bạn này. Từ từ ấn lại xem này. À, mình mới ăn đun một trái tơ các bạn, nói chung mà cũng khá là hên. Rồi, đó, mình sẽ thử đi ăn đun một chút để xem có ra được cái trái gì ngon không nha, trước khi ăn cái trái bóng tối. Ok. Uầy, thôi rồi các bạn ơi, ra cái trái gai các bạn, trái gai mình có rồi. Chung là hên hên mới ra một cái trái huyền thoại hoặc là trái huyền thuyết rồi, lại toàn ra một cái trái của cúi này, ăn thử cho chứ xem sao. Không được các bạn ơi, nói chung là cái này nó mình có rồi, mình sẽ thả luôn cái này ra nha. Ok, giờ chúng sẽ vào vấn đề chính của cái video này. Thôi mình sẽ lấy cái trái bóng tối ra ăn. Chung là cái tiểu sử của trái bóng tối là của cái dấu đen các bạn, mình thấy trong phim nó khá là mạnh, trong mấy cái tựa game khác nó cũng rất là mạnh luôn. Người không hiểu sao có trong cái tựa game Blackfoot này thì mình cảm thấy là nó xếp hạng ở trong cái trái bình thường thôi, không có gì là mạnh. Thứ là mình sẽ gọi là ra đây cho bạn xem kỹ này. Đó, bốc cái khói đen đen, nhìn trông có mấy con thú, có mấy con mắt ấy. À, có mắt cộng mấy cái lốc xoáy này, bốc được khói đen này. Ok, giờ mình sẽ ăn luôn cái trái bóng tối nha, để xem sức mạnh thực sự là như thế nào, có liệu có đáng để ăn không. Rồi ăn luôn này. Đó, ok, nói chung là lag à. Từ đó mình sẽ không lag các bạn. Rồi, thì có lẽ mình nghĩ mình sẽ đi farm thông thạo cho cây trái bóng tối nhá. Khi nào mở phun kỹ năng mình sẽ quay tiếp tục quay video cho bạn xem. Ok. Ok các bạn ơi, hiện tại chỉ còn một cái thông thạo thôi là mình đủ gọi là mở phun cái kỹ năng của cây trái bóng tối rồi. Đó, lên 111 luôn. Rồi, thì giờ mình sẽ cho các bạn xem toàn bộ cái kỹ năng của cả trái bóng tối để xem liệu nó có mạnh như là mình nghĩ không hay nó yếu nha. Ok, đầu tiên là kỹ năng một có cái tên đá hắc ám các bạn. Đây, mình sẽ ấn cho bạn xem này. Đây, tìm qua này. Đó, mình sẽ tụ một cái kiểu như quả cầu đen phía sau mình ấy. Đẩy ra một đống đá kiểu như đen ấy. Nói chung là mình cũng diễn đá luôn, chỉ kiểu như ném vào vài viên đá bóng tối thôi, chung là khá bình thường. Cái này khá là khó ném các bạn. Đó, nếu bạn ném chút nhiều sẽ đam sẽ to, còn nếu mà ném hụt đi thì đam sẽ thấp thôi. Đây, mình ném hụt mấy lần ý và mình căn chọn vào nhá. Đó, đây mình ném không hết này, có 1.200 đam. Chung là cái này mình thấy cảm thấy khá là yếu, chung là kiểu như mình phải dùng căn chỉnh nhiều. Ok, giờ mình sẽ cho các bạn xem cái kỹ năng hai của nó, nhưng mà trước tiên mình phải dụ mấy con quái này có như là cho nó đi gần nhau á. Sau đó mình sẽ dùng kỹ năng 2 cho bạn xem nào, sức mạnh của nó như nào. Đây rồi, đây thì cho nó dụ gần nhau này. Đó, và đây kỹ năng 2 của nó tên là lốc xoáy hắc ám các bạn. Nhưng kiểu như mình khống chế nó, mình nâng nó lên đó là sẽ phát nổ ra cái cầu đen. Chứ mà mình cảm thấy cái kỹ năng này khá là ok đấy. Đây, từ dụ lại cho bạn xem này. Ở đây còn thêm một quái nữa này, ấn lại các bạn này. Từ từ cho nó quẹp kẹp sao cho nó gọi là đứng gần nhau ấy, thì khi mình dùng nó mới mạnh. Ok, đó, về chi tiết hai của nó mình cảm thấy là không chế khá là ổn đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái này phải có như mình phải đánh chuẩn vào thì mới dùng được. Nếu bạn đánh hụt phát thì nói chung là xong luôn. Đây, ấn lại này. Đó, nói chung là gom hết con quái lên và kiểu như là hút được một cầu đen, mình cảm thấy tưởng là giống kiểu trái cát các bạn, mà cái này kiểu hút được nhiều quái hơn. Rồi, thì kỹ năng 2 nó cũng khá khó dùng một chút. Đây, ấn lại bạn xem này, thử ra cho bọn này đi vào. Thôi, dùng kỹ năng 3 luôn các bạn, để đây là kỹ năng 3 của nó, tôi chơi không đủ tầm các bạn ơi. Kiểu mình tặng một cái hố đen khổng lồ ấy, nó hút mấy con quái vào hết tung đi, nó chỉ thế thôi. Mà kỹ năng 3 này tầm gần các bạn, nếu mình đứng ở đây mình không đánh được nó. Rồi, sẽ chờ cái lăng bài nó hồi một chút nha. Đây, bắn thử khẩu súng này. Rồi,
cho nó gần vào. Có liên ba các bạn, nói chung là cũng được 15.000 đam, chắc là đam tổng của mấy con quái này hợp lại cơ, cho mới khoảng tầm 3.000 đam. Cái hố đen này mình cảm thấy là nó hơi delay một chút, cho mình phải vận lên. Nói chung là đánh tầm gần, tầm gần thì mình nghĩ là PVP nó cũng ổn đấy. Ấn lại xem này. Hố đen rồi đó, 16.000 đam các bạn, nói chung cũng được. Gút cũng lại lên này. Đây kháng cam combo nó cũng khá là bình thường. Ok, đây đánh hết cũng có này nha. Rồi giờ mới cho bạn xem cái kỹ năng cuối cùng của nó, có lên là quả cầu bấm đêm các bạn. Đây kỹ năng mình chưa dùng luôn. Ôi tạo quả cầu các bạn, nhưng kiểu quả cầu lửa luôn, quả cầu lửa anh nhưng nhớ là nó cũng tụ như thế, mà giờ là quả cầu bấm đêm. Ngoài thực ra mình thấy là khá là đẹp ấy. Ok, lên cấp thông thạo luôn. Thế nếu bạn thích cái trái này bạn có thể để lại mình like ở bên dưới, nếu bạn thích mình sẽ thức tỉnh các bạn lên V2 nha bạn. Còn nếu các bạn không thích thì thôi, mình sẽ ăn con trái khác luôn, không thức tỉnh V2 làm gì cho mất thời gian và tốn công sức nữa. Đó, để kỹ năng bố của nó, nói chung là mình thấy cảm thấy nó hơi đi lên một chút. Kỹ năng của trái bóng tối thì nói chung là BBB đó, còn pham thì mình thấy cảm thấy nó chậm lắm. Còn V2 thì mình chưa biết như nào, nếu bạn thích cứ bình luận dưới để mình thức tỉnh cho xem. Không thì thôi, mình sẽ quyển chuyển qua ăn cái trái tơ hoặc trái phượng hoàng. Rồi quay, nói chung là đánh bên quái này khai farm khá là khó đấy. Ok, đây đây quả cầu bóng đêm, không phải cầu bóng đêm, là kỹ năng hố đen với lại kỹ năng kia. Đó hố đen hút luôn. Rồi giờ dùng quả cầu bóng đêm này, đây là đi xa một chút. Quá hình như có viện hải tặc gần tổng đài các bạn, hình như là mình phải đánh hải tặc thôi các bạn. Thế đó, mình sẽ không di chuyển được các bạn ơi. Chạy em một chút ở kia, ấn này. Mình chưa đánh cái này bao giờ, nói chung là hình như đánh cái này được cái trái fruit thì sao, à trái block thì sao các bạn. Đây này, đâu rồi, à đây rồi. Thôi đừng 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 đừng, các bạn một bọn thanh niên đang truy sát mình các bạn. Một quả xong rồi các bạn, không sao, chúng ta tắt BBB thì đi gọi là đánh hải tặc cũng được. Rồi rồi tìm cái con hải tặc đánh xem có ra là cái trái block nào không. Thì mấy bạn đánh ở đây có thể ra là cái trái báo hoặc là trái truyền thuyết, nói chung mình không biết nữa, mình chưa vào ra trái bao giờ. Đây đánh luôn này. Ôi bạn ấy dùng cái gì sao đẩy kinh ấy. Ê, mấy con hải tặc này dùng lương mana này, chung bằng cái mấy cái trái này hồi đó nếu cái trái phật tổ mình đánh nhanh hơn các bạn. Ui bạn dùng cái gì trả những cái gì luôn được đánh luôn này, đó 2.400 đam. Ui uầy, chung là đánh con này không biết là cái gì không, thì mấy bạn bỏ ra cái trái block thôi, nhưng mà hiện tại mình chưa thấy trái block được cả. Ấy từ từ một con này. Uầy, từ hạ vào đóng đỉnh rồi, từ từ đang tập trung đánh rồi, à mình cũng tắt PVP rồi, mình không ở mình không cần vào, cần thiết vào lắm. Ok, làm sao cố gắng gọi là kiểu như là đánh bại mới có thể tập nha. Đây ui bạn kia dùng chế bột rồi, bạn thường vật tỏ chế bột. Ui tôi cứ tưởng có 100 nguyên thạch cơ à, đánh lại một con được thưởng 100. Đây vào đồng minh này, mà tên bạn kia đâu nhỉ, thử ấn xem đâu rồi. Bạn bên hải quân lại bỏ vào đồng minh làm sao được, bắt chưa thế kệ đi. Đây đây nói chung mà đánh hải tặc này mình mới chưa nhận được cái fruit nào, mấy cái gì nào không phải tiêu tốn khá nhiều belly các bạn, từ 3 triệu còn 2 triệu toàn đi sân đung. Đây đáp của cầu này. Bạn kia dùng cái gì sao mà kiểu kỹ năng gì mà ảo ấy nhỉ. Nói chung là cây trái này không biết có BVB V1 được không? Được rồi, mình sẽ dùng mấy kỹ năng spam với bạn nhé. Rồi, thì mình nghĩ là cái trái này V1 không BVB đâu, chắc đợi V2 thôi. Ok, thì mình nghĩ thì video mình cũng kết thúc các bạn. Và nếu bạn thấy video hay thì đại lý kênh một like. Kênh mình xem là 2.000 đăng ký nha.
Ok, giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.